đập thủy điện tại sông Nho Quế. Đây là toàn cảnh sông Nho Quế. Đang di chuyển ra bến đò sông Nho Quế. Đập tràn. Vâng ơi, thế thì có khi lúc nãy là mình leo lên kia mình mới nhìn được đây, nghe đường kia kìa, mã bị lèng cái đây, cái đường kia kìa, mình... mã bị lèng rồi, mẹ mình leo lên đỉnh kia cơ mà, panorama đấy, trời ơi, mã bị lèng panorama, chỗ sạp đường, ôi giời kia nhau. À, dưới này nhìn thế thì mình mới thấy kinh nhỉ. À. À đâu sản này là chính là cái đồ này. Ừ. Đâu đấy. Đây là mình mua khoai kìa. Đấy. Đây là mình lên tận đấy đây. Đấy đúng vậy. Kinh. Đúng không? Cái nhà trên đỉnh cái này lúc nãy mình đi lên leo tận đấy rồi, mẹ mày lắm kinh lắm, con bồ tao nó bọn này được con bồ kinh lắm, con sủa ấy. Hay mẹ con dân tộc ngồi chơi. Phú anh đây không, nhỡ thuyền, nhỡ đò, nhỡ thuyền. Lỡ thuyền. Ôi giời, đúng rồi. Sao thủy điện là các thủy điện bé sao ấy nhỉ? Thủy điện nhỏ thôi.